Xin chào mọi người đã trở lại với kênh của mình ha. Hôm nay tiếp tục là quay cái vườn cà pháo của mình cho các bạn cùng xem, cũng như là sẽ cập nhật giá cà pháo nha mọi người. Hôm nay cũng cuối tuần đó. Thì thông thường thì cuối tuần thì mình sẽ bán cà pháo và mình cập nhật giá cho các bạn. Và đây là mô hình của mình ha. Đây các bạn. Về và cà pháo này là cà pháo trắng giòn nha mọi người. Thì mình cũng có để cái số điện thoại của mình ở trên cái màn hình đó, để cho các bạn nào mà cần mua giống để mà trồng á thì các bạn cứ liên hệ qua cái Zalo của mình nha. Và bây giờ thì mình sẽ quay cái sản phẩm cà pháo mình mới vừa thu hoạch cho các bạn xem nha. Rồi mình chào tất cả các bạn ha. Thì đây là cái cà pháo mình mới vừa hái vô nha các bạn. Cũng như là mình cũng cân ký được 2 bịch rồi. Đây các bạn. Mình bỏ nó vô bịch nó như thế này nè. Đó. Thì cứ một bịch như vậy là 10 kg nha các bạn. Và giá cà pháo hiện tại là bây giờ là nó mới nhỉnh lên là được là 11.000 nha mọi người ha. Trước đó là hai bữa là nó chỉ có 9.000 thôi, nhưng mà nay nó đã lên là được là 11.000 rồi. Thì cứ một bịch 10 kg như vậy là 110.000 nha các bạn. Đó. Và khu vực mình cập nhật đó là khu vực là tỉnh Tiền Giang nha mọi người ha. Và mình bán là tại khu vực là thị xã Gò Công luôn đó. Thì bạn nào mà đang trồng cà pháo thì các bạn có thể là chạy xuống Gò Công các bạn bán ha. Mình bán vào những cái chỗ mà người ta làm mắm á các bạn, nên giá nó sẽ rất là ổn. Đây các bạn, cà pháo nè. Và cà pháo này là cà pháo trắng giòn nha mọi người ha. Và mình cũng đang lựa ra mấy cái nào mà vàng vàng các bạn thì mình bỏ vô mình bỏ. Còn cà pháo nào mà trắng tốt như thế này nè thì mình sẽ bán. Đấy, thì các bạn xem cái sản phẩm cà pháo sau khi mình trồng và mình thu hoạch nha. Thì bạn nào mà cần mua giống thì cứ liên hệ mình nha các bạn. Thì ở đây là mình là người trồng trực tiếp luôn. Và mình trực tiếp là mình chăm sóc cũng như là xịt sâu, xịt dưỡng này nọ đó đó các bạn. Cũng như là mình cập nhật giá cho các bạn luôn tại cái khu vực của cái tỉnh của mình thôi. Còn những cái tỉnh khác thì mình sẽ không có gành nha mọi người nha.